chào tất cả các bạn. Tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại trong các bạn trong cái chương trình chia sẻ quá trình khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay công ty chúng tôi đoàn gồm 3 người. Tôi giám đốc công ty, anh Hóa trong bộ phận khảo sát thiết kế. Hóa chào đi. Xin chào mọi người. Anh Thành đó thì đang ngủ ở ghế bên dưới. Thì hôm nay công ty chúng tôi có xuất phát từ Thái Bình. Lúc mấy giờ anh Hóa nhỉ? Không biết là 6 giờ rồi. Bây giờ đang là 10 giờ 56, anh Hóa chỉ là đêm đấy, lúc đêm tức là 22 giờ 56, tức là 11 giờ đấy các bạn. Ok, như các bạn nhìn thấy trên đồng hồ của chúng tôi đây là gần 11 giờ đêm. Đây các bạn nhìn bản đồ đây, thì chúng tôi đang ở khu vực đó là thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Để chúng tôi sẽ phục vụ một khách hàng ở khu vực gì Hà Tĩnh nhỉ, anh Hóa nhỉ? Khu vực Thạch Hạ anh ạ. Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. Các bạn nhìn đường một chút, anh Hóa chiếu coi cả đường mọi người nhìn. Đấy. Đường thì lúc này là 11 giờ đêm ở khu vực thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Thì chúng ta còn 120 cây nữa thì mới đến địa điểm của gia chủ, chúng tôi sẽ khảo sát. Thì chia sẻ với anh em là hôm nay là chúng tôi phục vụ khách hàng tại hai tỉnh, đó là thành phố Hưng Yên và thành phố Thái Bình. Sau đó là từ Thái Bình là chúng tôi đi thẳng về luôn Hà Tĩnh đó. Thì đi, chúng tôi xuất phát từ lúc sáng sớm, lúc 4:30 sáng ở trụ sở chính của công ty chúng tôi là Hà Nội. Đấy, và về Hưng Yên là buổi trưa rồi, phục vụ xong khách hàng đấy rồi chúng tôi về Thái Bình để xong buổi chiều chúng tôi xuất phát luôn, đi thẳng xuống khu vực Hà Tĩnh này. Đấy, các bạn thấy là đường ban đêm này, thì dự kiến ấy nó sẽ khoảng tầm 1 giờ đêm là chúng tôi sẽ đến hơn. Anh Hóa có thể ở đây cho mọi người nhìn này, đây là 00:49 này, là gần 1 giờ đêm đấy. Đấy, đấy là cái đồng hồ xe chúng tôi nó chỉ là khoảng gần 1 giờ đêm, dự kiến khoảng gần 1 giờ đêm nếu với cái tốc độ 50 cây trên giờ như này. Đấy, thì vì chúng tôi thì có 3 anh em và đều biết lái xe hết thì chúng tôi sẽ thay nhau. Đấy, và cứ người này ngủ thì người này thức, nên hoàn toàn là có thể đảm bảo được sức khỏe và an toàn trong cái chuyến đi. Đấy, thì chúng tôi cũng muốn làm cái video này để chia sẻ với các bạn cái hành trình của anh em chúng tôi phục vụ khách hàng đi, không quản ngày đêm, không quản khách hàng đó là đồng bằng trung du hay miền núi. Đấy, không quản khách hàng đó là ở khu vực nông thôn, khu vực thành thị, thì chúng tôi như anh em chiến binh Kisato đều có mặt để phục vụ khách hàng đó. Thì bây giờ đang là tối rồi thì nói chung là để thoải mái nhất thì chúng tôi những người rất là giản dị mặc áo phông. Tôi thì đang mặc áo ba lỗ đây để lái xe cho nó thoải mái. Thì hy vọng anh em là có thể là hiểu được những cái chuyến đi của chúng tôi đều đặt cái quyền lợi của khách hàng lên trên hết, dù khách hàng có ở tỉnh nào thì chúng tôi đều có thể phục vụ được. Đấy, và cái quá trình khảo sát này rất quan trọng, đến thì để gặp gỡ chủ nhà, tìm hiểu chi tiết kỹ thông tin cũng như là giúp cho chủ nhà tránh được các cái yếu tố không tốt về mặt phong thủy, hoặc là giúp cho chủ nhà lên được một cái ngôi hình dáng ngôi nhà nó phù hợp với cái địa hình địa thế mà chủ nhà mà cái khuôn đất nó đang có sẵn đó. Thì tí nữa hẹn gặp lại các bạn vào khoảng đầu giờ sáng ngày mai. Chúng tôi dự kiến là khoảng tầm 1 giờ để đến khu vực thành phố Hà Tĩnh này, chúng tôi sẽ thuê nhà nghỉ và ngủ ở đấy. Thì sau đó là sáng mai tầm 6:30 đi ăn sáng, và mai là tầm 7 giờ hơn thì chúng tôi đã hẹn gặp khách hàng ở khu đấy rồi. Chúng tôi sẽ vào nhà đất của gia chủ, thì lúc đấy là tôi sẽ lại quay video tiếp ở cái đoạn tiếp theo để các bạn.
Bao nhiêu? 78 độ Đông Bắc này. Ghi vào cái phần này. Đông. Nhiều. 100 bao nhiêu đấy? Bao nhiêu đấy? 7 đấy. 78 độ Đông Bắc. Đây phải flycam để các bạn nhìn rõ khuôn viên khu đất từ trên cao và xem các yếu tố phong thủy của khu đất như thế nào nhé. Thì các bạn sẵn sàng chưa ạ? 1 2 3 bay nhá. Đi chậm chậm.
Xin mời các bạn theo dõi các video khác tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.